tám chấm ông có con trước đi, nhớ nhớ hốc trước đi này. Nhóng nhánh đấy lại chấm lên lần thứ hai thì chứng tỏ là ngon. Sao đi, tại vì vấn đề là nó nhiều vị linh tinh quá hiểu không? Thế để ngấm cái vị đã, rồi em uống cốc nước đi. Uống cốc nước thì tẩy sạch cái mùi tanh trong cái rừng muối khổng lồ này đi. Nó là sự nhóng nhánh. Rồi nhóng nhánh. Nó tẩy sạch cái sự óng ả nhóng nhánh. Rồi nó chăm vắt cái nguồn nước cái sinh thái. Em cho phải tẩy vị đấy và ăn cái vị này nó mới chuẩn đó. Đây. Vị của em là vị khô cằn, vị sa mạc, Sarama. Sarama là cái gì? Sahara. Cái đâu? Sa mạc Sarama có không? Bỏng không? Nó là hot boy, hot boy. Nó không phải là hot boy, nó là sự cằn cỗi. Nó là sự gọi là thiếu. Này em không ăn, em biết là cái món của em sẽ ngon hơn chắc rất chắn, nhiều đấy. Chắc chắn là bạn mét 8 sẽ thích những cái gì nó có nước hơn là những cái gì nó khô. Rồi để em gửi thêm một loại hoa quả khác. Đúng. Rồi, làm đi em. Anh nghĩ là em cứ thoải mái. Em thoải mái đi. Và em nghĩ anh với em nên thử luôn. Anh nghĩ là chúng ta không nên công tâm như thế. À, anh nghĩ là chúng ta không nên thử. Không, chúng mình phải thử để biết thực lực của nhau chứ. Thử anh nhau, biết thực lực của anh ở đâu. Thế anh tự tin quá em thì em nên em sẽ học hỏi nhưng em phải thử thôi. One moment later. Thế Pin. Anh quên bị hơi cay. Đúng, không phải là cay. Không phải là cay em ơi, mà là người quả ta gọi là... Quả tay gì nữa, người ta gọi là quả tay chứ không phải là hơi cay em ạ. Người ta gọi là cay, người ta gọi là... Đâu ơi? Đậm đà. Đậm đà. Đậm đà thì anh thử ăn đi xem cái mối quan như nào. Không phải là cay. Cay cái kiểu của em là cay cú. Anh mix đến nỗi mà mất cái vị. Em quá cay cú luôn đấy, em thần. Không, cái muối mà người ta ăn mà không biết đấy là muối là bạn đỉnh cao. Còn nếu mà em ăn mà em biết đấy là muối thì là em không hoàn toàn không đấy. Anh nên thử, anh nên đối mặt. Anh không phải đối mặt, vì anh biết.